XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Các anh em yêu mến cỗ máy thời gian không thể không biết đến Orient. Đây chính là thương hiệu đồng hồ bán chạy nhất tại Việt Nam và không phải ngẫu nhiên mà Orient lại được mến mộ đến như vậy. Hôm nay X-Channel xin giới thiệu đến anh em 3 mẫu đồng hồ Orient bán chạy nhất hiện nay. Hãy cùng chiêm ngưỡng để xem sự kỳ diệu đằng sau những cỗ máy và hiểu vì sao giới mộ điệu lại ưu ái Orient đến như vậy. Đầu tiên đó chính là huyền thoại thuộc thế hệ thứ tư dòng họ nhà Orient Bambino FAC08004D0, là phiên bản mặt xanh đêm huyền bí được giới mê đồng hồ ưu ái lựa chọn. Đặc trưng của mẫu đồng hồ này đó chính là kính cong vòm vô cùng quyến rũ. Đây là một trong những lý do khiến cánh mày râu đổ gục trước em đồng hồ Nhật Bản này. Thiết kế mặt số đơn giản, 3 kim một lịch truyền thống, không hề gây cảm giác nhàm chán cho người đeo, bởi có lẽ sự xuất hiện của vòng tròn số phá cách hình giọt nước đã tạo nên một tổng thể hài hòa cho mặt số cỗ máy. Hãy thử dừng lại và ngắm nhìn, bạn sẽ thấy ngay điều đó. Sẽ thật thiếu sót nếu như không nói đến dây da thần thánh đã góp phần tạo nên sự hoàn thiện cho mẫu đồng hồ. Khi lên tay, dây da mang lại sự mềm mại, thoải mái cho người đeo. Hơn thế nữa là sự trẻ trung và thanh lịch. Không quá ngạc nhiên khi Orient Bambino Gen 4 phiên bản mặt xanh đêm lại là cỗ máy bán chạy nhất hiện nay. Cái tên thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến và giới thiệu đến các bác không ai khác, đó chính là Orient Sun and Moon SET0T001W0. Đúng như tên gọi, mẫu đồng hồ này thu hút bởi tính năng lịch ngày đêm được thể hiện ngay trong chiếc đồng hồ và sự hội ngộ của mặt trăng và mặt trời, không biết là do vô tình hay cố ý đây. Trước hết là nét cổ điển không ai có thể phủ nhận được, thể hiện qua mặt số La Mã, dây da nâu và khung vỏ vàng hồng khỏe khoắn. Không thể thiếu được những đường vân guliche với những hình thù khác nhau hòa quyện tạo nên hiệu ứng chìm nổi gây hứng thú cho những ai chiêm ngưỡng. Kể đến, tôi muốn đưa các bạn đi sâu vào bên trong chiếc đồng hồ, ẩn dưới lớp kính sapphire chống xước là bộ máy automatic bền bỉ, sai số cỗ máy chỉ rơi vào khoảng 10 giây trên một ngày. Đây là mức sai số lý tưởng đối với một chiếc đồng hồ cơ. Và trong tầm giá 10 triệu thì đây chính là cỗ máy bán chạy nhất hiện nay, một sự lựa chọn tuyệt vời cho những quý ông thời đại, thậm chí hơn cả những chiếc đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ. Orient Open Heart FAG00001S0 chính là gương mặt cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến ngày hôm nay. Và có lẽ cũng không cần phải bàn cãi quá nhiều về độ hot cũng như là chất của những chiếc đồng hồ thiết kế Open Heart nữa. Không quá sexy nhưng đủ gợi cảm để làm mê đám bao người. Orient FAG00001S0 gợi vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại, pha chút cổ điển, mang lại cho người đàn ông cảm nhận sâu sắc. Nổi bật bởi mặt số trắng thuần khiết cùng thiết kế lộ cơ tinh xảo, chủ nhân có thể quan sát được những chuyển động bên trong bộ máy. Và đặc biệt, sự xuất hiện của kiểu kim mắt ngỗng càng làm tăng thêm sức hút cho chiếc đồng hồ. Và dĩ nhiên, dây da vẫn đảm nhiệm vai trò quan trọng với cỗ máy và mang lại sự trẻ trung, thanh lịch cho người đeo. Độc đáo và cá tính, chiếc đồng hồ Orient FAG00001S0 này chưa bao giờ làm bất kỳ ai phải thất vọng. Và thật ngẫu nhiên khi bộ 3 mẫu đồng hồ Orient bán chạy nhất hiện nay đều là những mẫu đồng hồ dây da và có hướng thiết kế đơn giản, không quá nhiều chi tiết. Phải chăng những chiếc đồng hồ dây kim loại một thời tung hoành đã bắt đầu nhường chỗ cho đồng hồ dây da? Với cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích đồng hồ dây da bởi chúng giúp tôi trẻ hơn và dễ kết hợp trang phục. Còn bạn thì sao? Hãy để lại comment với chúng tôi. Đừng quên like và subscribe channel để cập nhật những video đồng hồ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. XWatch bảo hành 5 năm cho cả lỗi của người dùng. Đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.